ơi, con muốn về nhà với con. Hỏi con nè, con có thèm gì không con? Dạ thèm mầm nào của tiền mua. Con thèm gì con kể chú nghe đi. Dạ thèm bánh. Giờ nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cho cháu học tới lớp 5, hàng cho nó biết chữ, thì con cũng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ dùm cho tôi hoàn cảnh khó khăn. Đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương, hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn, trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thưa ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng và hôm nay Nghĩa quay lại thăm hoàn cảnh của bé Nguyễn, bé Thảo đây cô chú anh chị. Thì bé Nguyễn, bé Thảo thì cha đã mất là tai nạn lao động cô chú anh chị. Về sống chung cùng ông bà nội, mẹ bé thì cũng đã bỏ bé mấy năm rồi cô chú anh chị. Hiện sống chung cùng ông bà nội, mà ông bà nội thì những năm tháng gần đây là bệnh rất là nhiều. Ông thì bệnh tim, bà thì giờ lúc nhớ lúc quên cô chú anh chị. Mọi cái việc chăm sóc thì hai bé phụ đỡ đần cho ông bà. Đây là cái căn nhà của hai bé đây. Rồi khi mà cha mẹ mất là để lại căn nhà. Giờ có then cài cửa đóng. Năm trước thì con lại đây thì chú có đi làm. Chú đi làm thì cho người ta đi bứng chuối đi này kia, nhưng mà tuổi chú rất lớn, mà là đặc biệt là chú bệnh tim nữa của chú anh chị. Thì hôm trước chú có gọi con tình hình là học tập của hai bé sắp tới đó. Hồi trước thì con quay video được anh Quang ở nước Mỹ cũng nhảy là muốn giúp cho hai bé tiếp tục việc học. Con chào chú ơi. Chú nhớ con hả? Nhớ. Chú đang làm gì đó? Nấu cơm ha. Hai được gì ăn chú hai? Ăn chứ chào. Chào hả? Ủa không có gì ăn hả chú? Không có. Dạ. Chú bắt nồi cơm đi, con trò chuyện với chú ha. Ở đây mình cũng có xài củi gì không chú? Có củi mà bị bệnh chứ, rồi đi cầm cho thương về cái. Không có. Đây là cái gian nhà dưới. Hiện giờ thì ông bà sống cùng với bé Nguyễn, bé Thảo. Bé Nguyễn, bé Thảo năm nay nhiêu tuổi rồi chú hai ha? Đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Chú để con đứng được, con đứng được. Để là cơm. Con chờ. Bữa mình nấu mấy ký gạo chú? Nấu là coi như 2 lon. 2 lon. Đủ ăn buổi không chú? Đủ. Chú hai. Chú kể cho ông bà cô chú nghe đi, hiện giờ là ở đây là chú với thím với hai chứ đứa cháu nội đúng không? Dạ. Yeah. Là năm nay chú còn đi làm không? Năm nay bởi vì 76 tuổi rồi, bây giờ bị bệnh tim mà cũng nổi. Bị về nằm nhà thương về chừng 2-3 bữa ra nữa. Ra nhà thương nữa bị tim mệt thì ra. Năm rồi con đến đây là chú còn đi bứng chuối nổi. Năm rồi còn bứng chuối nổi. Dạ. Yeah. Rồi hai bé sao rồi chú? Hai bé giờ á, đứa 10 tuổi, đứa 8 tuổi. Dạ. Yeah. Thì mẹ nó bỏ. Dạ. Yeah. Thì có chồng khác cũng 3-4 năm rồi. Dạ. Yeah. Thì không có giúp đỡ gì hết. Dạ. Yeah. Thì bây giờ nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ cho cháu học tới lớp 5. Hàng cho nó biết chữ, thì tôi cũng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ dùm cho tôi hoàn cảnh khó khăn. Là cũng như chuẩn bị vô mùa học rồi mà chú chưa có cũng như chuẩn bị vô học rồi mà chưa có tập viết, chưa có tiền. Dạ. Thì đi nằm bệnh viện về cũng như bây giờ đọc mất sức lao động, không có đi bằng được, mệt. Dạ. Bị tim á, không có bằng được. Dạ. Nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ dùm hoàn cảnh cho cháu nội tôi, thì cho nó học tới lớp 5. Thì hết lớp 5 rồi thì được ông bà cô chú giúp tiếp. Ông bà cô bác thì có giúp tiếp, thì tôi cũng cho cháu tôi học hoài vậy. Đó. Hai bé ham học cũng ha chú. Dạ, hai bé thì nó ham học, tôi tính cho nghỉ thì nó khóc quá trời. Dạ. Nó không chịu. Hôm đó chú nói gì sao? Nói sao với hai bé?
nói thôi giờ ông nội bệnh quá trời, bây giờ bà nội cũng bệnh, thì bây giờ ông nội không có khả năng cho con học nữa. Thì nó khóc, nó nói ráng cho nó học, nó bây giờ không học nữa sau này cũng khổ. Nó không có bằng gì được á, khổ lắm. Nó bộ nghiệp nó, thằng trai đứa gái cũng bộ nghiệp nó. Thì nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm hoàn cảnh khó khăn. Rồi con hỏi chú, như năm rồi là chú còn đi làm để chú xây được cái nguồn tiền trong nhà như gạo thóc này kia. Rồi năm nay chú không đi làm rồi sao chú? Năm nay thì cũng nhờ địa phương. Thì lúc sớm người ta cũng cho người, cái gầm tháng 7 người ta cũng cho người chục ký, 5 ký, 3 ký gì đó. Thì nước mắm nước màu cũng ăn đủ, cũng được 1 tháng. Đó, rồi 1 tháng thì bớt bệnh thì cũng đi màn kiếm thêm đến giờ sao giờ. Thì cũng nhờ lúc sớm với chú Minh đó, hai chồng Minh. Thì cũng có giúp đỡ, bà ẩm chở lên cho được chục ký gạo, bọc 5 ký. Cũng nước tương, nước mắm. Thì cũng nhờ địa phương ở đây. Cũng như là gạo là người ta cho, có bà con trong địa phương, trong làng. Người ta bưng lại tới nhà cho luôn, chứ còn mình cũng không có đi tới nhà ta nữa, bên ta biết mình bệnh đó. Rồi cái tiền mình xây hả, là hàng ngày mua đồ ăn rồi sao chú? Ngày đi nữa nào ngay thì cũng ăn chao nè, đó, cao chao rồi ăn chao đó. Bây giờ không có con cá con mắm, giờ sáng giờ tôi đi khám bệnh là lạnh thuốc uống hết. Không có cá mắm gì hết trơn, không có tiền mua cá mắm thì ông cháu ăn chao vậy đó. Thằng cao chao hôm qua nay ăn mấy ông cháu vậy đó. Là chú không có nguồn tiền nào hết hả? Không có nguồn tiền nào hết. Cái đứa cháu mà chị của bé Nguyễn, bé Thảo gì đó, có gửi về phụ chú không? Có, thì nó nằm ngay tháng đó, công ty bây giờ mần công ty nó có bớt bên nữa hả? Một tháng thì có nhiều khi nó tăng ca đều thì gửi được về được 1 triệu. Có chiến thì 700-800, 700 thì đóng tiền điện cũng hết 300 rồi. Ví dụ gửi 1 triệu bạc thì đóng tiền điện 300, còn có 700 ngàn bạc thì mấy đứa cha mấy ông cháu sống cho tới tháng, mua đồ ăn rồi với gạo thóc tiêm. Chứ đâu có ai cho mình hoài. Ví dụ mình... như gần tháng 7 rồi người ta cho, chứ nhà thường người ta cũng ít. Nhà mình tiền điện cũng nhiều chú ha. Điện thì nói nào ngay có cái tủ lạnh thì người ta cho, ở Cà Mau á. Người ta cho. Thì bây giờ mình rút ra thì thấy luôn, nhiều khi người ta lên mình thấy phụ cái lòng người ta, ta cho mình. Nó mà thấy để thì nó nặng quá trời gì không nổi. Rồi tiền điện cái tủ lạnh này khoảng 1 tháng 100 ngàn tiền điện. Đó, bởi vì mình đồ đó mình không có xài tủ lạnh á. Thì mình biết mình nóng tháng có 100 ngàn, 100 ngoài, 120, 130, mà giờ tới lúc rút tới 300, có khi 208, 300, quá nặng. Cái tủ lạnh cũ nó chạy điện lắm chú ơi. Còn cái bình này nói nặng ngay người ta cũng cho nữa đó. Chứ tôi đã mới cho đó. Bình ga chú. Bình ga người ta cho, nó nói bây giờ ông già với bà bệnh hoạn gì, chặt củi, chặt bút gì mệt quá trời, tôi thấy tội quá, người ta xách cho, ta cho hôm qua, mà cách đây cũng khoảng 5 ngày là cho đó. Chứ tôi đâu có tiền đâu mà sắm nổi cái vụ đó. Chú đi khám là khám bảo hiểm ha? Không, cái này khám bảo hiểm, mà bảo hiểm nó nào ngay khám không có tốn tiền. Đó, mà vì cũng thở ua, con bây giờ cũng thở bình hoài vậy đó. Mệt thì chạy lên trên nhà trên này thở bình, có thuốc, nhà nước có cấp thuốc cho mình thở. Phun thuốc á. Năm nay con thấy chú qua, chú thấy chú mệt hơn năm rồi. Mệt rồi, tim mà, nó phải mệt rồi. Rồi hai bé giờ đâu chú? Hai bé đi bắt cóc rồi. Ngày nào cũng đi chơi hả chú? Ngày nào cũng đi, nó nào ngay, nó cũng kêu ông nội mua cho con 300 cá lóc, con bắt cóc cho nó ăn. Nữa mình kẹt rồi mình bắt lên mình ăn á. Chứ có dư nữa mình bán cho con đi học. Là nuôi cá lóc. Hai bé xin chú luôn hả? Xin chú rồi. Ông nội mua cho con cá lóc này, con gốc cho nó ăn. Bắt cóc cho nó ăn. Ngày nào hai anh em cũng đi bắt cóc á. Chú dẫn con lên thăm cô đi, rồi hồi con ra thăm hai bé ha. Và cũng như giờ chú ở nhà thôi chứ đâu còn đi làm gì đâu nữa. Ủa sao cô đi đâu vậy chú? Cô nói chuyện cô nghe không chú? Má nói chuyện đặt ở nó chạy chè không à. Cô ơi, cô khỏe không? Không được khỏe chú. Không được khỏe ha. Dạ. Cô bữa ăn cơm được mấy chén? Nửa chén, hơn nửa chén chút. Dạ. Rồi ngủ ngon không cô? Không ngon. Không ngon. Ăn đỡ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô nói con nghe đi. Nhiêu tuổi quên mất tiêu. Đó là 6 tuổi rồi. Không biết tuổi luôn hả? Rồi cô ở đây với ai cô ơi? Chồng nữa. Rồi ai nữa cô? Ông nấu.
chỉ có đứa cháu nhỏ. Đứa cháu nhỏ. Cô biết cháu cô tên gì không? Cô còn Nhí, con Nhí. Phải không chú? Ok, anh Thảo bà kêu Nhí quen. Kêu nó Nhí Nhí không? Dạ. Và chú nói cái tủ lạnh đó đó ha. Và ngày cũng như là ta cho mình cái tủ lạnh cũ. Bây giờ mình rút ra thì sợ phụ lòng ta. Mà để thì hao điện quá. Dạ. À, con xin thưa ông bà cô chú thì bệnh bệnh tim. Đúng không chú? Có máy đó, cũng à máy đó chú, một lần con lại thấy chú bơi úp vô chú thở ha. Để chẳng đó là viêm điện kia nó mệt hơn. Chú này bệnh tim, còn cô thì cô bệnh gì chú? Bệnh này bả con bệnh coi như bệnh vừa già bệnh tá lá bệnh rồi. Chứ giờ không có nói được, còn trước bả bị phổi. Yeah. Phổi có hết rồi, giờ từ từ cái bả bị nổi cái mụn cái đây nè. Yeah. Rồi bác sĩ là bây giờ mổ cũng được, để chết đem theo cho mổ cũng được. Ngày nó nhức cô không? Dạ nhức. Chú có mua thuốc cho cô uống không? Có. Có ha. Dạ. Cô có được lấy tiền là lãnh bảo hiểm gì không chú? Không có lãnh, bả lãnh được người già mà một tháng được 360 mà hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Nghèo á. Dạ. Thì Ngọc cũng thấy là mấy ông không có phát hàng tháng, 3 tháng một quý, 3 tháng mới lãnh. Dạ. Nhiều khi mấy ông để nửa năm nữa, không có động trời gì đó. Chứ phải như mỗi tháng không phát cũng đỡ. À, phát theo quý ha. Dạ. 3 tháng quý vậy đó, dạ, đem lại 1 triệu mấy vậy đó. Dạ. Thì mình đi xuống dưới mình lãnh. Cái đó là giống như là hỗ trợ người nghèo. Hỗ trợ chứ người cô già chưa, rất nghèo đó. Cô chưa đủ tuổi. Dạ chưa đủ tuổi. Thành ra chưa đủ tuổi nên mấy nhà nước ta đâu có phát hàng tháng. Dạ. Bởi với 76 à. Dạ. Rồi thường hai bé là bắt cóc gần đây không chú hai? Tôi bắt ở sau này chú. À. Đường dễ đi không chú? Đó vì muộn đi cũng khó lắm, ra đây thì giờ mình thấy. Chú dẫn con ra đó được không? Dạ. Con ngồi đây chút nha. Dạ. Chú hai đâu có ruộng gì hết chú hai. Đâu? Trời ơi, ngồi bên đó hả? Rồi có đường nào đi đó được chú? Đường đó rồi khó đi lắm. Rồi đưa cái cơm cái kia bắt về vô. Chú ơi, tham ai con nè. Về đây chú tham ai con nè. Đường này có ra làm sao được không chú? Cỏ quá nha. Bắt được nhiều chưa? Cho kiến nghe ổ kiến con chú anh chị bắt ốc cái gì Nguyễn? Dạ. Con bắt ốc hay gì? Dạ. Nhiều chưa? Dạ. Chưa hả? Bữa nay chú xuống thăm nè, kêu chị về. Đi bắt lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Lên đây chú trò chuyện nè. Nhiều không mà thấy chị có con bè không nói vậy? Dạ. Nhiều không thấy chị có con bè không nói vậy? Đi lên. Đâu rồi con ngồi, sao con ngồi đây cho ông bà cô chú xem ơi, trong này có không? Con có cái, con không có cái vợt hả? Dạ. Con có cái vợt bắt ốc hả? Dạ. Rồi con bắt làm sao? Con bắt đâu con bắt đây? Con bắt à mấy con vậy đó ha, là thấy nó nổi lên bắt hả? Có khi nào con mò không? Đâu ngồi sao? Con ngồi nó rớt lên. À lên. Rồi sao bỏ? Lên lên đây mát đây ngồi đi, rồi ngồi chị vô rồi chú trò chuyện chị nữa ha. Lên đây ngồi chú đây. Ngồi đi ngồi mặt ra mệt hay gì, ngày nào cũng đi bắt hay gì con? Dạ. Đi bắt về làm gì?
Dạ cho cá ăn. Cho cá hả? Dạ. Cá gì con? Dạ cá lóc. Rồi có bán, con có bán không? Dạ có. À quay mặt cá, quay mặt cá. Đó. Bán được nhiêu ký? Dạ 1 ký 12 ngàn. Trời ốc gì 12 ngàn ký con? Người ta bán nhiêu con bán nhiêu. Là con cái đó là ốc con luộc ra hả gì? Dạ. À luộc lẫy ra. Là con luộc con lẫy ra. Dạ. Còn con mới vô bọc con cân phải không? Dạ. Chứ không có bán ốc vỏ hả? Dạ không. Ừ. 12 ngàn phải rồi đó. Ốc đầu. Trời ơi kéo lên kìa. Đâu kéo lên khoe chú ơi được nhiều không? Ha. Cho ông bà coi. Mới bán được rất nhiều đó. Ôi ốc quận không. Trời ơi ốc quận này. Ủa? Này là gì? Khoai đem theo ăn á hả? Dạ. Ông nội mua? Dạ. À là cũng như đi là đi bắt ốc mà chưa đói là ăn. Dạ. Thường thường con đi tới mấy giờ con về? Dạ gần 12 giờ. Trời ơi. Tới trưa luôn á hả? Dạ. Là sáng giờ hai con ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn gì luôn. Là sáng nào cũng đi bắt hết. Dạ. Rồi mốt người ta xả lúa trơn sao con bắt? Dạ. Đó con nghỉ bắt. Nghỉ bắt rồi cá ăn gì con? Dạ con chỉ qua sông. Qua sông là sao? Xuống sông bắt. À đi dạ sông con có xuồng có gì không? Dạ không. Là ở trên cái bờ bắt đó. À. Lúc có sông có nhiều ốc hơn. À. Rồi hồi đó ai chỉ con kêu con nuôi cá lóc vậy? Dạ chứ hai con kêu nội mua cá lóc nuôi. Con kêu sao con nói chú nghe? Dạ con nói ông nội ơi giờ mùa lúa cắt rồi có nhiều ốc lắm, con kêu nội mua vài trăm cá lóc đem bắt nuôi cho cá. Hồi đó giờ con có từng nuôi cá lóc chưa? Có. Dạ có rồi. À, hồi đó nuôi lần rồi ha. Dạ có nuôi. Lời không con? Dạ lời. À, nên giờ thấy vậy cái con nuôi nữa. Dạ. Cá dạ. Còn bự chưa? Dạ cá con cũng bận muốn giọt cái. À rồi sáng giờ con cho cá ăn chưa? Dạ chưa. À thôi giờ chú nói nghe nè, vô thay đồ cho thôi lạnh đó. Xong rồi cái cho ăn sao con lấy ra cho ăn ha. Dạ. À, chú quay cho ông bà cô chú xem luôn nha, cho chú thăm mùng cá được không? Dạ được. Nuôi lâu chưa? Dạ 2-3 tháng rồi. Ủa 2-3 tháng là bự lắm rồi hả con? Dạ. Rồi vô thay đồ đi. Trời ơi đi đem quế củ khoai theo ăn rồi cô chú anh chị. Trời nước của khoai. Ủa rồi ốc này. Bé mới lớn mà biết kiếm tiền này. Biết do là đi học chắc cũng không có tiền. Sao mà thường thường rửa ốc ngoài đây hả? Đồ con để bên nhà con, nhà con bệnh hả? À, chú vô chú xong rồi chú anh chị. À, do chú mệt. Hôm trước con đến thì chú một lần cũng mệt. Rồi cái chú ngồi chú xong. Cô thấy chú làm gì cô biết không? Dạ. Cô thấy chú làm gì cô biết không? Ông ngồi nghỉ ông cũng mệt cũng già đó, ông mệt hoài. Mệt hoài ha. Dạ. Trong túi cô này có tiền không? Dạ không. Không có tiền sao mua bánh con ăn? Trăm mấy trăm gì nó lấy nó gửi nó lấy. Con cháu nó lấy kệ nữa. Con cháu lấy ha. Dạ. Chứ cô không có tiền ha. Dạ. Có thèm ăn gì không cô? Dạ không. Không có thèm ăn gì hết. Dạ. Hàng ngày ăn cơm thôi nha. Dạ. Dạ. Tôi ít có ăn đồ tùm bậy tùm bạ lắm. Ăn ít lắm. Chỉ ăn cơm thôi. Con thấy cô ốm quá trời nè. Dạ ốm lắm. Cô bệnh mấy năm rồi cô biết chưa? Biết không? 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi ha. Dạ. Dạ. Hằng ngày cô chỉ vòng vòng đây thôi chứ không đi đâu hết. Dạ không. Dạ. Hồi đó còn khỏe làm công việc gì cô? Dạ. Hồi lúc cô còn khỏe cô làm công việc gì? Cô kể con nghe đi. Trong quanh nhà nè, dọn dẹp nhà cửa gì đó. Dạ. Bây giờ làm hết nổi rồi. Dạ. Có mấy đứa cháu phụ ha, với chú hai phụ ha. Dạ. Dạ. Cuộc sống gia đình cô chú. À con coi lên rồi hả? Đâu? Lễ ốc chỗ nào? Đi ra khỏe mùng cá chú ơi. Trời ơi có tắm có kỳ rửa gì không ông? Lại đi gần chú nè. Ra mùng cá hả? Rồi con lấy ốc chưa? Lại đi gần chú nè, nói chuyện chú mới nghe. Ủa luộc rồi mới cho ăn hả? Dạ.
con biết luộc không? Dạ. Đồ bên đây ha. Ủa sao con leo roi ra đó được? Nó có nổi lên đâu thấy? Bự chưa con? Rồi gà thường con cho ăn bằng cái gì? Gạo. Ờ nuôi 3 tháng gì nhá xíu vô Nguyễn. 3 giờ quá. Giờ cá là nước này đúng là nước dơ chú mày. Thôi vô Nguyễn ơi, nhưng vô ngoài đi. Đi chứ trò chuyện gì vậy? Không con nuôi vậy là không đạt rồi. Đứng lại, đứng lại. Con cá nãy con nói ông bà cô chú nghe bự hơn tay cái con chút à. Mà con nói là nuôi mấy tháng rồi? Dạ ba. Rồi mấy tháng mới bán? Dạ. Chắc tới Tết luôn á. Còn Tết á. Rồi cho rồi ngoài cho ăn ốc rồi con cho ăn cái gì nữa? Dạ cơm nóng. Trời ơi cá lóc ăn cơm đó hả? Nó ăn không con? Ăn. Rồi đó con nuôi lần rồi cũng cho ăn vậy đó hả? Dạ. Hồ trả xuống cho ăn cho chú quay nha. Dạ. Ừ. Chị Hai đâu rồi? Dạ, chị Hai ngoài rửa phục chị Hai đi rồi cho chị. Ngày nào bắt vô cũng rửa vậy đó hả? Rửa rồi hả? Cái này làm gì chú? Luộc ốc. Luộc ốc cho cháu đi rễ. À. Không có phim ngủ được rồi. Chú con hỏi chú nè. Cái hai con đứng đây nha. Ốc đó là chú nuôi ý cá đó chú nuôi mấy tháng rồi? Mấy cái gì mới nuôi có chừng khoảng nửa tháng vậy. Cho con nói 3 tháng. Thôi đừng có nói à. 3 4 tháng mà. Ừ, khùng. Mới nuôi nửa tháng à. Nó tính theo ngày cái nó không biết tính tháng hay nó tính theo ngày là 3 4 tháng của nó đó. Rồi đứng xích qua nè, đứng xích qua. Con đứng theo Nguyễn. Rồi nè, nó lúc này là chú xuống là gần vô học rồi đúng không? Dạ. Con chuẩn bị gì chưa? Giờ con này con chuẩn bị gì chưa? Dạ chưa. Dạ con chưa. Giờ nếu mà chuẩn bị gì? Dạ là tập sách, bút thước rồi với vở. Vở. Đồng phục rồi con có chưa? Dạ chưa. À. Mấy năm rồi là có người ta cho quần áo, năm nay có cho nữa không con? Dạ. Dạ không. À. Là mình mới mua lại mới. Dạ. Đó mua ở đâu con? Dạ mua dưới trường học. À. Con là mấy bộ đồng phục? Dạ khoảng 2 bộ đồng phục là đủ rồi. Ừ. Con học lớp mấy rồi Nguyễn? Dạ năm nay lên lớp 4. Lớp 4 con? Năm nay con lên lớp 5. Ừ. Ông nội nói gán thì sao mà cho bé học lớp 5 cũng được nữa. Dạ. Tại vì giờ ông nội hết lo nổi rồi. Bây giờ tôi cũng hết nói thiệt chứ cộng đồng mạng là tôi bà con cô bác gì đó lo hết tuổi rồi. Bây giờ cho cháu nhỏ này học tới lớp 5 thì cho nó nghỉ, nếu mà cô bác có giúp đỡ thì cho học tới lớp 6, lớp 7 gì cũng được. Nhỏ nó. Con, chú hỏi con nè, bây giờ nếu mà ông nội không có khả năng, nhà mình không có tiền để học nữa, ông nội cho nghỉ học rồi tên con tính sao? Dạ con nghỉ học ở nhà con nuôi ông nội. Lo cơm nước cho ông nội. Con? Dạ con cũng lo cơm nước cho ông nội, giặt đồ. Con có tiếc khi con nghỉ học không? Dạ tiếc. Tiếc hả? Nghỉ học con buồn không? Dạ, buồn. Buồn hả? Mà chú hỏi con nào Nguyễn, con có muốn đi học không? Dạ muốn. Ừ. Nghỉ học thì ở nhà lo cho ông nội. Dạ. Ừ. Không gà mẹ có về thăm không con? Dạ không. Nhớ mẹ không? Nhớ. Ừ. Thôi nằm nhà thương nhỏ này luôn. Không phải bác sĩ ai cũng nói trời ơi nghiệp nó trời ơi đi nuôi ông nội. Thằng bé này hả ta? Nuôi phải nuôi chứ, mà bây giờ nằm nhà thương mà không có nuôi là không được, bác sĩ không chịu. Qua đây ngồi đi chú cho hai bé nó ngồi đứng tội nghiệp. Con qua cái ông nội đi đảo cho Nguyễn ngồi chơi cái chú này. Giờ là ông nội chưa có chuẩn bị gì cho hết. Dạ. Ừ. Chừng nào vô học con biết chưa? Dạ tháng 8 hay gì á. Còn vài ngày nữa. Vài ngày nữa mà giờ chưa có gì hết. Dạ chưa. Rồi tính sao ông nội? Nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ giùm cho cháu nó học chứ biết sao giờ. Giờ cô bệnh hoạn nằm nhà thương hoài tháng giả ba lần hai lần.
rồi nói là ngay bệnh này cũng nhờ cháu này nó đi nuôi. Dạ. Nó ra nó nuôi chứ bây giờ mà nằm bệnh viện mà không có người nuôi người ta không chịu. Dạ. Sợ chết tôi lẫn bỏ rồi nha. Cháu nuôi mà nó làm giấy ký tên làm giấy tờ. Dạ. Bây giờ chú hỏi lại cho ông bà cô chú biết nha. Rồi hỏi lại từ đầu luôn là con ở đây với ông bà nội đúng không? Dạ. Rồi cha con đâu? Dạ cha con bỏ, ở dạ cha con chết rồi. Ừ, rồi mẹ con? Dạ mẹ con bỏ rồi. Cha con sao chết con nói ông bà cô chú nghe dạ, đi. Dạ cha con bị điện giật á. À, đi làm á ha? Dạ. Đi làm bị điện giật, lúc đó con ở đâu? Dạ con trên phố. À, lúc đó là cha mẹ con dẫn lên trên đó đi làm đó. Dạ. Lúc đó mẹ con còn ở chung với cha con. Dạ. Rồi cha đi làm bị điện giật. Rồi mới trở về quê này. Rồi mẹ con á, mẹ con là bỏ con lâu chưa? Dạ, vậy lâu rồi. Ừ, có về thăm con không? Dạ không. Con có biết nhà ngoại con đâu không? Dạ biết. Sao hai đứa con qua đây về ngoại? Con có thích về bển. Sao vậy con? Con ghét đồng lãnh lắm. Con? Con cũng ghét bển lắm. Sao mới ghét ngoại? Ngoại là ba mẹ của mẹ con mà. Đó cho nó ăn cơm, vợ cho nó ăn cũng như là ăn cơm lường á, rồi nó đói, nó trốn gì cũng được đây á. Rồi tới chừng mà người ta nói ông đi bắt hai nhỏ để bệnh với rồi chết rồi thành ra giờ cũng thật. Bố ăn cơm lường là sao Nguyễn? Con kể lại cho chú nghe đi. Dạ, cơm thừa á. Ăn cơm lường là coi như bữa ăn chén, ba cho ăn chén, chứ là ví dụ như cháu ngoại, cháu nội rồi cho ăn nhiều, rồi mấy nhỏ này cho ăn bữa ăn chén vậy đó. À, là ngoại không thương con hả? Dạ. Rồi lúc đó trong lòng con buồn lắm đúng không? Rồi khi thấy ông nội qua con thấy cảm xúc con thì sao? Dạ vui. Vui hả? Rồi con đi về với ông nội luôn hả? Cho nên từ này đó tới giờ là con không muốn qua ngoại nữa. Là người ta bên ngoại là cho mấy đứa người cháu nội ăn cơm ngon. Dạ. Còn con ăn cơm không ngon. Nó vừa hôm đi lưu tu mà gặp ông ngoại đó. Nó con mày không hỏi ông ngoại là con không hỏi đâu. Nó la tôi vậy nữa. Kệ ông ở đời sao ở không, mình làm con cháu gặp ông ngoại đâu hỏi đó đi. Giờ chú hỏi con nghe, giờ con ở đây với ông nội thì ông nội không có tiền cho con học, con phải nghĩ con bắt ốc nuôi cá. Con ví dụ, chú ví dụ nghe, nếu như bên ngoại đem con về bển để cho con đi học đàng hoàng, con ở đâu? Con ở nội. Con ở nội. Ở đây không được đi học đó. Con cũng ở đây. Con không có đi hả con? Rồi Tết rồi mẹ cũng không có về luôn ha? Dạ không. Hai đứa con có mong mẹ về ở con không? Dạ có. Nói đi, nói với mẹ đi. Mẹ ơi, muốn về mẹ về với con. Lần nào hai bé cũng khóc hết chân cô chú anh chị khi nhắc tới những cái câu chuyện ngày xưa của ba, của mẹ. Là trong lòng còn nhớ mẹ, còn thương mẹ lắm đúng không? Dạ. Biết mẹ ở đâu không con? Dạ không. Hồi đó khi về đây mẹ con làm công việc gì con? Dạ mẹ con nuôi tụi con mà chứ không có làm công việc gì hết đó. Ừ. Giờ chú ơi ở đây giờ con thấy mình không có nguồn nào hết. Lo cho hai bé đi học cả một quá trình luôn đó. Rồi ví dụ như hàng ngày ông nội không có cho tiền đi học nè. Tại ông nội giờ đâu có làm gì nữa đâu. Rồi hai con đi học thì sao? Dạ, nếu không có tiền sáng thì con nấu cơm mà ăn cơm mà đi học. Rồi thấy người ta có bánh có ăn, có bánh có đồ ăn rồi sao con? Dạ nhịn. Nhịn thôi. Lúc đó trong lòng con cũng nghĩ là mình cũng muốn có bánh đồ như vậy. Dạ con á. Ừ. Tại vì nãy ông nội chia sẻ là cái chị của bé gửi về tháng 700-800 triệu gì đó. Mà nó tiền điện hết 280-300 ngàn rồi. Rồi đồ ăn, con ví dụ như con nói con xin lỗi kêu trao đâu rồi. Cái keo này nhiêu tiền ông nội? Trời ơi, tôi mua 3 keo. Mà ăn keo lên 15 ngàn. À, ăn keo này ông nội ăn được mấy ngày? Hai ông cháu ăn qua nay đó. Cũng như ngày nay nó hết đi. Là 2 ngày. Là ngày 7.500 đi. Là cũng hết 200 ngàn nữa rồi. 200 ngàn rồi với cái điện là 280 với này 200 là 480 như 500 rồi. Còn có 200-300 ngàn à. Mua thuốc, mua bánh, mua nhiều khi nó đòi ăn mì, mua mì cho cháu á. Yeah. Mua vài con mì vậy đó, chừng chục con mì ba miệng á. Yeah. Để dành cho cháu nó ăn.
Chú hỏi con nè, con có thèm gì không con? Dạ thèm ông nội có tiền mua. Con thèm gì con kể chú nghe đi. Dạ thèm bánh. Con? Con cũng vậy. Con thèm bánh gì con nói nghe, chú đi mua nè. Bánh ông nội, bánh mì á. Bánh mì không á hả? Ngày sáng ông nội đi chợ về không mua bánh mì cho con hả? Dạ. Lúc có tiền này mình mua, lúc không tiền sao giờ đi khám bệnh đó. Yeah. Nhiều khi gửi xe đi khám bệnh, nhiều khi người ta còn gửi chiếc xe, người ta cho tiền đó. Yeah. Cho tiền xe. Con nói lại cho chú nghe đi, ước mơ lớn lên của con là gì con? Làm công an. Sao lại con làm công an? Để chi bắt tội phạm á. À. Nhưng mà làm công an con phải học. Dạ. Học nhiều nữa, nhưng giờ nổi không có tiền. Phải nhịn đói đi học đúng không con? Dạ. Con học mấy buổi? Dạ hai. Hai buổi là ở ngoài trường luôn ha, con chưa con có về không? Dạ chưa. À là sáng ăn cơm rồi, chưa về ăn cơm. Dạ. Rồi chiều đi học nữa. Dạ. Quần áo này ông nội sắm cho được mấy bộ? Dạ ba. Ba bộ ha. Thảo ước mơ con là gì con? Dạ ước mơ con là bác sĩ. Trời ơi. Ước mơ cao cả không cô chú anh chị, nhưng mà giờ ông chú hai thì cũng không có cái năm rồi là ông nội còn đi làm, năm nay ông nội hết làm rồi. Dạ. Có khi nào con xin tiền ông nội mà ông nội không có tiền cho con không? Dạ con. Ừ. Con mong ước điều gì con nói cho ông bà cô chú nghe đi. Giờ con mong điều gì trong con nhất? Con mong mẹ về với con ạ. Nếu mẹ về mẹ dẫn con đi không ở chung với ông nội nữa thì sao con chịu không? Dạ không. Về thì phải ở đây ở với ông nội ha. Dạ. À. Con còn ngủ với ông nội không? Dạ không. À. Chính chưa chú? Chưa. Là thường là bắt về cái chú luộc xong. Dạ. Hai bé này mới lễ. Dạ, lễ rồi nó bật ra cho cá. À. Rồi hai bé nó có bán nữa hả chú? Có, lúc hôm qua thì tôi nhà nó bắt nhiều. Dạ. Bắt nhiều để bán, rồi lấy đít cho cá ăn. Dạ. Ở đây ít quá. À, cho cá ăn thôi. Dạ. Nhưng mà bé cũng biết tự lập từ nhỏ, cô chú anh chị biết nuôi cá lóc rồi này kia. Nhưng mà nuôi cá lóc con nghĩ cực lắm chú hai ơi. Thì bắt ốc đó. Nhưng mà tới mùa lúa mốt lên này cũng khó kiếm cái nguồn ốc nữa. Với nó kêu nó mua hai cái giớn. Dạ. Đặt ngoài cái với còn cái cuốn rồi bị ta ấy giá đất rồi mơ chiều cái tôi đặt lại, còn cái đặt lại cho nó dở kiếm cá cho cá ăn luôn. Chứ kiếm cá có cá nhiều cái nó mặn khó ăn. À, con biết dở giớn không? Dạ biết. Rồi mùa lúa rồi con có đi móc lúa không Nguyễn? Dạ có. Hai chị em móc được nhiêu kể cho bà cô chú nghe đi. Dạ hai ba bao. Rồi để chạng hay bán con? Để chà. À. Quấn quýt theo ông nội suốt vậy không nội? Hả? Nó theo ông nội suốt vậy đó hả? Hồi đó giờ ở suốt luôn rồi, đâu có cũng 6-7 năm rồi, hồi đồ hồi nhỏ thì cha mẹ đưa mần cũng ở. Rồi tới cha nó chết thì mẹ nó bỏ có chồng khác thì giờ nó cũng ở với ông nội. Lúc đó mẹ về lâu không chú hai? Coi như mẹ nó về cũng chở xác về đó. Yeah. Thì ở Bình ở gì An Sương á. Dạ. Yeah. Chở xác về cũng khoảng ở về đây ở cũng khoảng 5 tháng. Dạ. Yeah. Rồi tôi mới nói con ơi. Con ở vậy gán nuôi mấy nhỏ đi. Rồi chừng nào mà nó không lớn rồi con có chồng khác. Thì bên ông xui á thì nói thôi bây giờ đốc xuống nó thôi bây giờ mày có chồng khác đi. Hồi đó giờ mày bỏ nó săn sóc mày bỏ nó ông nội nó không à mấy nhỏ. Ông nội nó nuôi nửa sau nó cũng không có nuôi mày đâu. Thì nhỏ này nó cũng nói nào ngay nó cũng không có bình tĩnh. Thì nó nghe lời bên chồng ở bên cha mẹ nó có chồng khác. Mà tôi nói chú nghe này là không phải là mình ông và chồng mình đi nói xấu dâu. Nó có cũng 3-4 đời chồng rồi. Yeah. Hồi trước có thằng trước cái con đứa chết nữa nó ở với thằng ở trong cá bè nè. Ngã ba đúng á. Đâu chừng 3 tháng thì thằng kia bị xe đụng chết rồi, bị nó uống rượu nó chạy vô cột điện chết. Rồi sau này nó cũng kiếm 2-3 thằng gì đó, rồi cũng nghe văn dở gì, tôi cũng không có chú ý mà tôi nghe người ta học gì đó. Dạ. Mấy người xem đó nó học lại. Bây giờ tôi nghe là Phong Phanh là nó có chồng ở cái thằng đó ngang ngừa, nó có chồng cũng đi
trên bình thành phố anh, nó ở trên này, nó mặn trên. Con hỏi chú ha, nếu bây giờ mẹ của bé Thảo bé Nguyễn về đây để đem bé Thảo bé Nguyễn đi để lo cho cuộc sống đi học này kia, chú nghĩ sao? Tôi cũng, con nó tôi cũng vẫn cho, mà dạ. Nhưng mà con cái tụi này chắc tôi biết nó không có đi đâu. Đó. Con nhỏ lớn nó còn không nhìn mẹ nó mà. Để cái chân chúng con. À, con nhỏ lớn nó không nhìn mẹ nó nữa mà. Chú hỏi con nè, con đi không? Dạ không. Con cũng không đi đâu. Sao vậy? Sao? Con nãy con nói con nhớ mẹ mà mẹ con rước con đi mà con không đi theo. Là bắt cóc làm sao? Mẹ con sao bắt cóc con? Sợ bắt. Sợ là đi rồi không có về được coi với ông nội hả? Dạ. À. Lên đó được đi học nè, được ăn bánh mì nè. Con cũng không đi. Con không đi. Nãy con thèm bánh mì mà sao con không đi? Con ở với ông nội à. Cực khổ gì cũng được ha. Dạ. Đi móc lúa, đi bắt ốc gì cũng được, bắt cá gì cũng được. Dạ. Nhớ cái kỷ niệm mà con nhớ nhất của cha của mẹ con là gì, con kể cho ông bà cô chú nghe đi Nguyễn. Dạ, lúc đám cưới á. Đám cưới ai con? Cha con với mẹ con á. Trời ơi sao con biết? Có tấm hình trống kìa. À cái tên con nhìn vô cái tấm hình ha. À lúc đó thấy cha mẹ con chụp hình là con hạnh phúc đó hả? Không, ý chú hỏi á là khi mà cha mẹ con sống chung ở trên thành phố với tụi con á, có chở con đi chơi gì không? Dạ có. Con nhớ nhất là điều gì ở cha mẹ con? Dạ chở đi bạc kè á. Ừ. Rồi mẹ con có thường mua bánh cho con ăn không? Dạ có. Con còn nhớ bánh gì không con? Dạ bánh bịch gì á. Cũng không nhớ lắm. Ừ. Giờ gặp lại mẹ con nhớ không? Nhớ. Ừ. Con có số điện thoại mẹ con không? Dạ không. Rồi chuẩn bị đi lễ hả? Nóng quá sao lễ con? Dạ con đổ ra thao múc nước rồi. À. Chính chưa chú hai? Con đi lễ đi rồi chú quay luôn ha. Ngày nào cũng đi làm vậy hả con? Cái nhà quanh quẩn tối ngày nhiêu đây thôi hả chú hai ha? Nè 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 gỗ nè. Nhiều đây đủ nè con. Dạ đủ. Đủ nha. Đây. Ở đây nha. Cái vỏ quả trọng á. À nè, là cái này con bán được không? Được. Là nhiêu là 12.000 ký là cái này đó hả? Dạ. À, là mình lấy ra vậy đó. Dạ. Còn cho cá ăn là con bằm hả? Dạ. Là mỗi lần lễ xong là tụi con phải bằm lại vậy đó. Dạ. Bằm nhuyễn là cho nó ăn á sao con? Dạ bằm ra dừa cho nó ăn. Con ngồi dưới đó vô quay mặt ra Nguyễn. Rồi lúc chị hai bằm rồi con có phụ gì chị hai không? Dạ, không. Không có phụ ha. Là chỉ lúc lễ là con phụ thôi. Dạ, bằm rồi thì cho ông nội cho cá ăn. Ủa ông nội cho ăn chứ không phải con hả? Dạ không, có bữa ông nội. Con với ông nội cho cá ăn cá, ông nội cho ăn cá nó ăn nhiều hay là con cho cá ăn nhiều? Con cho cá nó ăn nhiều hơn. Cá nó còn nhỏ là mình bầm nhuyễn ra. Dạ. Rồi tới nó bự là mình hết bầm. Dạ, à. Bự hơn là để nguyên con. À. Rồi con có trộn gì vô cho nó không? Dạ không. Trời ơi, mấy con cá này cũng bị đài cô chú anh chị. Nè chú hỏi nè Nguyễn. Rồi bán cá ra là chia tiền sao? Để cho mở hết luôn. Cho mở hết luôn hả? Dạ. Cho mở tính nó lấy hết hả? Cho mở 200 mở. 200 lần mà quên. Là cho mở hết? Dạ. Rồi ông nội mới cho tiền lại đi học. Dạ. Rồi đó là cái ý tưởng này của chị hai đúng không? Dạ. Ừ. Nó ăn lần hết cái nồi này không con? Hết trơn. Trời ơi. Vậy ngày nào bắt ăn ngày nấy hả? Dạ. Rồi buổi chiều con mới bắt nữa không? Dạ không. Như là ăn tới chiều. À, rồi cái mời đi bắt nữa. Dạ. Rồi con học hai buổi sao con bắt Nguyễn? Dạ chưa về con bắt. Có khi khuya bắt nữa. Dạ, nữa là dạ đó.
Giờ kể lại cho ông bà cô chú nghe nha. Sáng ra con làm gì nè? Dạ sáng ra con đi bắt ốc à. Rồi làm gì nữa? Dạ rửa chén à. Ừ. Gì nữa? Rồi vô là luộc ốc rồi bầm cho cá ăn vậy thôi. À. Rồi đi học nãy chú hỏi con á, rồi đi học sao bắt con đó còn học hai buổi, con nói trưa về con bắt hả? Dạ, con bắt khuya nữa. Rồi buổi trưa sao con bắt kịp con? Dạ, về hồi 10 giờ, 1 giờ con mới đi. Ừ, là tranh thủ 2 tiếng, 2-3 tiếng đó mình chạy ra bắt mớ ốc. Dạ. Ừ. Rồi đó có ai kêu chị con với con nuôi cá không là tự chị con... Dạ, chế con kêu. À, là chế Thảo hả? Dạ. À. Sao con không nuôi con gì dễ hơn con nuôi cá lóc? Chứ hai con đòi cũng chứ hai đòi mua thì con cũng mua. Ừ. Con có muốn nuôi con gì của con không? Dạ không. Ừ. Mới lớn mà ba cha thì mất, mẹ thì không ở chung cô chú anh chị, sống với ông bà nội. Mà ông bà nội cũng lớn tuổi mà ông bà thì cũng bệnh liên miên à. Không có làm gì được hết. Giờ phải kiểu như là tự lập với nuôi ốc, nuôi cá. Rồi bắt ốc cho ăn mà nãy cá nó cũng không có lớn gì nữa. Ngồi vậy, ngồi con cho cá ăn ha. Hả là ông nội? Dạ ông nội. Sao con cho ăn? Sợ té. Sợ té hả? Cho được không? Rồi mày cho đi. Sao kêu bằng mày? Dạ hồi đó chứ hai con cũng kêu con vậy mà. Kêu bằng chị hai nha. Dạ. Chế. Dạ. Ừ, không có kêu mày nghe không? Dạ. Ừ. Ngoan ông bà cô chú mới thương. Dạ. Rồi, hôm rồi mà chiếc xe đạp năm rồi của mấy ông mấy bà mua còn không? Dạ còn. Dẫn chú rồi. Đâu rồi? Để bản để ngoài tiệm sửa rồi. Ngoài tiệm hả? Dạ. Nó bị gì sửa con? Dạ bị gục nhớt á. Sao? Sức gì sên á. Ủa xe mới sao sức gì sên? Chạy quá tốc độ. Đó là phải kêu ông nội sửa nữa đặng mà đi học chứ không có xe cho con đi học. Con đi mình được chưa? Rồi. Được nha. Con đi học mình mấy năm rồi? À, hồi con học lớp 2 ở lớp 2. Lớp 2 à. Con học con có giấy khen không? Dạ có. Là học sinh giỏi ha. Dạ xuất sắc ạ. À. Hả? Xuất sắc. Xuất sắc chứ không phải giỏi hả? Dạ. Xuất sắc với giỏi khác nhau sao? Là xuất sắc là học giỏi hơn nữa hả? À. Về nhà ông nội có dạy bài con không? Dạ không, con tự học. Xuất sắc luôn. À, dạ con cũng xin chú hai thì hôm nay con đến đây. Ngày hôm trước thì con có ra những nội dung video đó. Biết được thì hai bé cũng còn khó khăn trong cái việc học. Thì hôm trước cũng có mua quần áo cũng như là xe đạp này kia. Thì vào mùa tụ trường năm mới này đó thì hồi nãy con hỏi thì hai bé vẫn chưa có cái trang bị gì hết. Dạ. Con nói cho ông bà cô chú muốn nghe đi nguyện là vào năm mới là con phải mua cái gì con? Dạ sách nè, cặp nè, với bút thước nè, viết nè. Đồng phục con có chưa? Chưa. Con Thảo? Dạ. Con dạ. Cũng chưa có vậy luôn hả? Chưa. Mua đó khoảng bao nhiêu tiền con biết không? Dạ khoảng 1,5 triệu á. Của hai chị em luôn hả? Dạ. Đầu tiên thì con xin phép con gửi chú hai món quà của cô chú giấu tên ở nước Úc ha. Chú hai có bị đau bao tử không? Không, cái này bị tim. Tim ha. À, đây là chai dầu ngăn ngừa đột quỵ nè. Chú sức với bàn chân ha, sức cho con cho thím luôn nha. Cái này là cái trà nhân sâm. Đây là cái bịch thuốc dán nè, mình đi có làm đất làm vườn vô mà đau dai gái đau gì đó sẽ ấy mới gần dán. Đây là cái bịch kẹo tặng cho hai đứa con nè. Cảm ơn. Cảm ơn ông bà Út. Cảm ơn ông bà. Dạ. Còn đây con gửi chú chai dầu xanh của chú Minh La ha. Hồi nãy giờ dầm cái chai dầu nó cho đó. Không dám sức. Dạ. Nãy giờ nói một rồi đây thuốc của chú Minh La luôn rồi gì cô vậy chú cảm ơn chú Minh La đi. Ba đứa cháu nội.
chúng mình là ở nước ngoài á, yeah. Chúng gái giúp đỡ dùm hoàn cảnh tôi khó khăn vậy, chúng mình thành cảm ơn. Yeah. Con cũng xin thưa ông bà cô chú anh chị, thì ba thì mất, mẹ thì có người mới, hiện giờ đang sống với ông bà nội. Bà nội thì bây giờ lúc nhớ lúc quên, ông nội thì bệnh tim, 6 ngày 10 ngày thì phải ra bệnh viện khám 1 lần. Năm rồi thì ông còn đi làm được, năm nay thì ông không còn làm được nữa cô chú anh chị. Sống nhờ đồng lương của chị thứ hai của bé Thảo, bé Nguyễn là tháng 7-800 hoặc 1 triệu ông hai ha, chú hai ha. Đó, rồi bé có tăng gia nuôi thêm là 300 cá lóc. Thì hàng ngày thì cũng đi học vậy đó. Ông khi ở đầu video chú hai chia sẻ là mong ông bà cô chú thương á cho hai bé học hết lớp 5 cũng được nữa. Là chú mừng lắm rồi. Dạ đúng không chú? Chứ hiện giờ là chú hết khả năng rồi cô chú anh chị. Thì trong đó khi năm rồi con có ghi hình gia đình mình á, thì được anh Quang ảnh cũng có nói là khi tới mùa học thì xuống để thăm coi hai bé tình hình học như thế nào. Hôm nay con đến thì hai bé vẫn chưa có trang bị gì hết. Thì con thay mặt anh Quang gửi tặng gia đình mình là nãy con nói chịu gửi đúng không? Dạ. Rồi chú xin chú Quang ở nước Mỹ á, chú Quang cô Sương nước Mỹ á, dạ, tặng cho con 2 triệu. Dạ. Để mua cho có dư dư để năm nay sợ nó lên nó xuống á, giật giá lên xuống ha. Dạ. Để thôi xin chịu gửi, rồi chú xin chú Quang có chịu gửi ra mua 1,4 triệu thiếu không có tiền ông nội bù. Cảm ơn chú Quang. Dạ, cảm ơn chú Quang. Bác thì con bác Quang. Dạ con cảm ơn bác Quang. Ừ. À, ông nội giữ tiền ha. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu là cái này phần mà ông nội thay mặt anh Quang đó, ra chợ mua giùm cho bé những cái thiết bị học tập ông nội ha. À, cũng như là quần áo đồng phục gì đó. Hôm đó là ông nội nói có mấy bộ đồ người ta cho mà trường khác không nội? Trường khác, trường Mỹ Trúng người ta hình giá chạy. Con lấy đi Thảo, con chạy lấy đi. Là có đồng phục người ta cho mà cái trường khác cô chú anh chị thì sợ học không được. Thôi mình có của anh Quang gửi thì chú hai mua một con nha. Dạ, mà chuyện chút tôi cũng dạ chạy ra chở mua liền chứ không có để tại, mua cho cháu nó học. Dạ. Chút ra mua cho hàng này bộ sách, còn nhỏ cái bộ sách với hai đứa hai bộ đồ. Dạ, hai bộ đồng phục này. Hai đồ đồng phục. À, cái này người ta cho hả con? Người ta cho nè, mà nhưng mà cái hiệu Mỹ Tú nè. Sợ nhà trường đây người ta không chịu nữa. À, cái hiệu trường ha. Cái đây con học trường gì Thảo? Phường 3. Phường 3 mà ở này vô Mỹ Tú. Vì nếu mà không có nãy giờ chú nói là học đại luôn người ta. Chú nói sao? Ví dụ như là không có tiền, ví dụ như là không có mua đồ được, rồi nãy mà chú chưa xuống đó. Dạ. Thì đưa ta con không có mặt đại đi, rồi ví dụ nhà trường có hỏi nó con nghèo quá con không có tiền mua hay sao giờ người ta cho. Dạ. À, ngoài ra thì con cũng xin phép con xin tiền của ông bà cô chú anh chị con gửi cho chú ở đây ha. À, do cái đường này trong sâu nãy con xuống cái dọc cái trục lộ con cũng không gặp được cái tiệm tạp hóa tiệm gạo, thì ở đây con gửi lại chú mua gạo mua nhu phẩm cho gia đình mình sử dụng chú ha. Với lại là nhín phần nào cho hai bé có tiền đi học. À, đầu tiên con xin phép con gửi món quà của chị Hoa Phượng ở thành phố San Francisco ở nước Mỹ á, gửi tặng gia đình mình 500 ngàn. À, bé Ngọc Hân ở nước Mỹ gửi tặng gia đình mình 500 ngàn. À, bé Tâm bé Phụng ở nước Mỹ gửi tặng gia đình mình 500 ngàn. À, cô Hải Lê ở nước Mỹ gửi tặng gia đình mình 500 ngàn. Anh Nguyễn Hoàng Minh gửi tặng gia đình mình 500 ngàn. Anh Bình ở nước Mỹ gửi tặng gia đình mình 610 ngàn, tại vì trong tiền của anh còn 610 ngàn, em xin trích cái phần đó em gửi đến chú hai luôn anh Bình. 2, 4, 600 đây, 10 ngàn đây chú, là của anh Bình ở nước Mỹ. Cô Bằng ở nước Úc gửi tặng chú là 500 ngàn. Cô Ba Sài Gòn gửi tặng chú là 300 ngàn. Một chị ở Phú Quốc Kiên Giang gửi tặng chú 200 ngàn. Cô Hiền ở nước Đức gửi tặng chú 500 ngàn. Gia đình chú Nguyên Đạo ở nước Úc gửi tặng chú 500 ngàn. À, và gia đình cô Nguyệt là gửi tặng chú là 500 ngàn. Rồi chú gửi lời cảm ơn quý mạnh thường quân đi chú. Thì đâu đây cũng gửi lời thăm, gửi lời cảm ơn mạnh thường quân ở trong nước, ở ngoài nước thì giúp đỡ hoàn cảnh tôi như vậy, thì tôi cũng rất cảm ơn hai đứa cháu cho năng học cho tới mãn kỳ lớp năm này, thì tôi cũng thành thật cảm ơn với tôi và cả bệnh viện gì tôi cũng thành thật. Mạnh thường quân nước ngoài, ở trong nước, ở ngoài nước cũng thành thật cảm ơn nhiều lắm. À, giúp đỡ hoàn cảnh tôi như vậy là tôi rất cảm ơn. Con nói gì ông bà cô chú này? Về chú hỏi trước ha. Con mừng không? Dạ
Cảm ơn. Hồi đó trước khi chú xuống, trước khi nghe tin chú xuống là trước khi có tiền này là con có nghĩ là ông nội cho con đi học không? Dạ có. Có ha. Rồi con cảm ơn ông bà cô chú. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú đã cho con tiền để tiếp tục đi học ạ. Ừ. Con hứa gì với ông bà cô chú con? Con hứa con sẽ cố gắng học tập nhiều hơn ạ. Học thật giỏi ha. Dạ. Năm tới nhớ chú xuống nhớ khoe giấy khen nha. Dạ. Bây giờ chiều cái tôi ăn cơm cho mấy nhỏ ăn cơm rồi ăn cơm với cháu nè, ăn rồi bắt đầu có tôi chở ra hai đứa đi ra mua một bộ sách, đứa một bộ sách, mua một cái một cái đừng có mua lắt gắt rồi mình không có tiền ha. Hôm nay còn đứa hai bộ đồ còn bộ vỡ nữa chứ mời cái chở cho nó sửa hai chiếc xe hai chiếc xe hôm trước hư đó sửa sao? Lại con cười con mừng hả? Mừng sao? Con vui. Vui sao? Nói ông bà cô chú nghe con. Con vui đi. Vì ông nội cho học tới lớp 5 nghỉ rồi con nghĩ sao? Mừng con. Dạ con hết tiếc. Lớp 5 mà ông nội không có khả năng nữa, cô không có ông bà cô chú giúp nữa là ở nhà bắt ốc ha. Dạ. Chịu không? Chịu. Thôi xin ông bà cô chú đi, con xin ông bà cô chú bây giờ hiện giờ là mình có rồi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi nói ông bà cô chú ơi năm tới cho tiền con đi học với, nói đi. Dạ. Khoanh tay lại. Dạ ông bà cô chú ơi mai mốt cho con tiền đi học nữa. Ừ. Cho con học làm công an. Cho con học làm công an. Học có lớp 5 ra đâu làm gì được con. Ha. Ít ra cũng phải học tới 12 đi xin việc làm có tiền nuôi ông nội nghe không? Hôm đó cái hôm năm rồi chú lại rồi chú nói nè, chú hỏi con nói sao nữa, con lớn con nuôi ai nè, con nói lại y như năm rồi nè. Dạ lửa lớn là con sẽ nuôi ông nội. Ừ. Nuôi ông nội ha. Dạ. Ừ. Sao nuôi mẹ? Dạ mẹ con bỏ con rồi. Vì lỡ mai mốt mẹ già mẹ không làm nổi về đây con nuôi không? Dạ không. Cái gì vậy? Bỏ rồi sao nuôi. Trả lời rất ngây thơ cô chú anh chị. Con cũng xin thay mặt chú hai cũng như là bé Nguyễn bé Thảo, con chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã gửi yêu thương ngày hôm nay là 7.610.000. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành ông bà cô chú anh chị luôn bình an mạnh giỏi và hạnh phúc. Và thưa ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ. Cái này ăn ngon lắm nè.